Chào các bạn đến với Sưởng Lo Thanh Cao. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Hôm nay là mùng 9 Tết rồi. Tất cả các cửa hàng đều khai trương bán bình thường lại. Còn bên mình thì làm xuyên suốt từ bữa mùng 1 tới giờ. Hôm nay mình đang có mặt ở tại tỉnh Bình Thuận để đi đến La Ghi, xã Tân Hải, để mình giao một cái lo 5 tấc đôi âm thanh chuyên nghiệp cho ông anh để ông anh làm dịch vụ cho thuê. Thì ông anh mới gọi mình tư vấn hôm qua thì anh đã chốt luôn. Hôm nay mình đi tiến hành đến mình giao cái lo để cho ông anh làm dịch vụ cho thuê nhạc kẹo kéo. Thì còn khoảng 40 phút nữa mình mới tới được Tân Hải La Ghi. Đây là tuyến đường quốc lộ 1. Đây mình đã tới xã được xã Tân Thuận. Xã Tân Thuận của huyện nói chắc huyện Hàm Ninh quá. Đây, bà con đây là trồng chủ yếu là trồng thanh long nha. Năm nay thanh long có giá lại rồi do mình mở hải quan mình với Trung Quốc á. Thanh long này có giá là tới 20 mấy ngàn ký rồi. Thì còn cỡ vài chục phút nữa là được tới nhà khách để giao cái lò cho khách rồi. Cái lò này là rất là hay nha các bạn. Đây mình đã giao tới nơi cho ông anh rồi nha các bạn. Ông anh ở sát xã này là xã gì? Xã Tân Hải. Xã Tân Hải, sát bên xã Tân Hải luôn. Thì ông anh nói là để mua cái lo về để cho thằng cháu nó để chở cho thuê. Thì mua mà lo mà cho thuê là chỗ Thanh Cao mình là hết bài rồi. Tại vì mình bảo hành tốt cho anh em là xài. Lỡ có trục trặc gì mình sự cố gì mình vẫn gửi hàng ra để bảo hành cho khách ngon lành. Xài đừng cho khách mau thu hồi vốn. Bảo hành tốt để cho khách mau thu hồi vốn chứ. Dạ. Đây cái micro nè, mình thử tiếng micro nè. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 1 2 3 4 5 6. Âm thanh nó rất là hay, rất là dễ hát nha các bạn. Chạy tới 250 km tới tới chỗ để giao cái lò cho ông anh. Anh mở đi nhạc nhạc mạnh mạnh đi. Âm thanh mạnh mạnh đó. Thì đây là cái kết cấu hình đó là gồm 2 bát 50, sử dụng cục đẩy hàng nhập khẩu, sử dụng van số, sử dụng micro cao cấp, sử dụng chép array. Mở hết ra luôn. Mở lớn đại hết ra luôn này. Lên chưa?
để mình quay cái video mình hướng dẫn cho khách hàng mình sử dụng luôn nha các bạn. Thì đây là một cái lò kéo sử dụng van số thế hệ mới, dòng cao cấp nhất của van số. Thì nói chung là nó cũng chỉnh như mấy cái kia thôi, nhưng mà này là cái phiên bản cao cấp nhất. Đây, cái ba nút này mình chỉ chỉnh ba nút này thôi. Cái nút này là Eco, là đậu giang á, nặng ca nhẹ ca là nút này. Vậy thì người ta nói của mình sao nặng ca quá, là nó thiếu Eco, thiếu sự lặp lại. Mình nó một cái nó một lặp lại, là cái này là Eco. Cái này là Miro nè, để chữ Miro volume là lớn nhỏ của Miro. Là cái này là music, là nhạc nền, nhạc đầu đĩa phát ra, nhạc TV phát ra. Rồi với cái thứ hai nữa, anh thấy chữ chữ BT này không? BT là cái cổng vô. Cái cổng vô có nghĩa là mình hát cổng vô từ điện thoại hoặc là từ TV, thì cái nút này nó sẽ bấm thay đổi cái cổng vô. Nút input nè, đây nè ha, cái input anh bấm nè, anh bấm coi nhìn chữ BT thay đổi nè, đó thấy không, nó thay đổi đó, là nó đang xài USB đó, đó xài chữ optical đó, cổng vô cũng xài cổng audio đó, là cổng xài input 1, input 2 là xài dây. Dây là cái nhiều khi người ta không có bluetooth đó, xài dây. Rồi input 2 nè, nó hai cổng input 1, input 2. Và thứ ba nó là xài BT là bluetooth á. Rồi, hiểu rồi. Bluetooth. Rồi ngoài ra mình có ba cái tính năng đây nữa. Tính năng U1, U2, U3 là thay đổi cái giọng ca của mình. Thay đổi cái giọng ca của mình, mình sẽ bấm trên đây. Vậy thì nãy đang bấm là U3 là mình hát được. Vậy thì mình bấm U2. Nè, nó nổi nè, mode 2 nè, U1 nè. Là do cái giọng ca của mỗi người khác nhau, đây sẽ khác nhau, người ta thích cái nào thì mình bấm cái đó. Rồi, đó này cài đặt sẵn hết rồi. Đây là cái volume của Miro, đây là volume của Miro, mình chỉnh hết luôn. Đây volume của hai cục đẩy, này là nút mở nguồn, đây điện anh nè, nó báo điện AC của anh nè, đang 179V, là điện anh nó hơi bị yếu á, đó điện của anh hơi bị yếu nè, thấy không? Nó đó nó lên nữa, lên 210V, nó 219 đó, không là do cái điện của anh nó không ổn định. Nhiệt độ nó báo luôn, nhiệt độ này cục nè đang đánh là 37 độ, đang báo nhiệt độ luôn nè, đó 36-37 đó. Rồi vậy thôi. Rồi cái này là hai cái này là mình mở lớn hết, cái này cũng mình mở lớn hết. Rồi chỉ cái sản phẩm của bên em bán là cho mấy anh chị mà đi thuê rất là lợi, có nghĩa là trong vòng một năm á, hư cái nào em đổi mới cái đó. Di tỷ anh báo em là Cao ơi, cái Miro hư, thì nếu mà em chỉ cho anh xét tần số không được á, là em sẽ đổi, gửi nguyên bộ Miro mới em đổi cho anh luôn, chứ không phải như chỗ khác rồi đem lại sửa, đem về là hát nó chất lượng nó dở rồi. Ở đây là đổi mới hết em hả không, còn lại chú chỉ chú có lộn tần số á, xét tần số lại Miro á. Có nghĩa là khi mà cây Miro mình á, người ta bấm lộn tần số á, bấm mấy cái nút này nè, lộn nè. Đó. Vậy thì bấm lộn này. Bấm lộn cái nó hát không được á. Bấm lộn hát không được, cái mình phải cài tần số lại. Cài tần số lại á, thường là bị lộn không, chiếc Miro này không có bị hư. Alo, không hát nè. Không hát. Alo. Khi nè. Khi mà bật cái nguồn của Miro lên nè, bật nguồn lên luôn thì cái máy sóng này nó mất tiêu, nó không có hiển thị lên nè. Thay vì nó có mấy cái đèn này nó phải chớp lên ha. Nó chớp lên là nó nhận sóng, nhưng mà không chớp được, không nhận sóng. Đó, thì bây giờ mình phải cài tần số lại. Cài tần số lại do bên bấm lộn. Cũng mắc nè, chú thấy mắc đâu. Rồi. Nè, mắc đây nè. Duyên mắc này cứ đưa vô nhau. Chứ đưa vô rồi đó. Nút giữa nè, nhấn cái. Nhấn cái thôi là tự nó cài tần số vô. Đó, nè, vô đó. Đó đó. Đó đó. Đó đó. Alo. Rồi, tiếp tục cái kia vậy luôn. Hiểu không? Một cái là hiểu không? Dạ, không có, để em cài hết luôn. Thường là do lộn là khách hàng Miro này đó vậy bán không bị hư. Do khách hàng bấm qua bấm lại gì để người ta chỉnh á, chỉnh qua chỉnh lại nó lộn tần số. Này, đó. Đang lộn nè. Nãy con nãy con chỉnh á, nó lộn á. Rồi, để vô. À, cứ đưa vô nè, mắt nè, cái mũi tên nè. Cứ đưa vô cái nhắn này coi. Là tự động nó nhận. Đó, đó. Đó. Hello. Đó. Rồi, được rồi đó. Vậy là xong rồi đó.
khóa được không? Tắt cũng mở rồi. Hả? Khóa điện, rút điện ra cũng mở rồi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đâu anh bấm chữ U3 dưới nè. Alo, 1, 2, bấm mạnh vô. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. U3 là dễ ca hơn á. Alo, 1, 2, 1, 2. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anh coi cái volume của cái micro đó số mấy à? Cái micro 36 anh chỉnh lên 40, 45 nè. Chỉnh nút đó lên á. Alo, 1, 2. Vừa hát hả? Là vừa hát hả? Mà khi á, bây giờ là... Có nghĩa là bây giờ em thử làm động tác giả cho anh. Anh chỉnh lên nữa đi, số đó anh chỉnh lên nữa đi. Chỉnh lên nữa, chỉnh lại đây, chỉnh lại hết luôn này là nó ngưng à. Bố máy nó ngưng phải không? 51. Rồi. Máy 51. 51 ngưng rồi anh rút điện ra đi. Anh qua anh đây anh rút điện ra. Rồi cắm điện lại là nó sẽ trở lại như là số 40 á. Hồi nãy anh 50 51 đúng không? Tại em mặc định cho nó là số 40 đó, thấy không các bạn? Đó. Đấy, ý là mình nói chứng tỏ đây là khi mà mình khách hàng mà 9 tờ 7 á, khách mình cho tao thuê 9 tờ 7 thì mình rút điện ra cắm lại nó trở lại trạng thái ban đầu. Là trạng thái ban đầu alo hay như ban đầu. Alo. 1 2 cái này đứng cách con mép mà nó không hú không? Đó, này cái sử dụng cái vang số chống hú. Sợ nhất là bị hú đúng không? Đúng rồi, sợ nhất là bị hú. Này là vang số chống hú luôn các bạn. Alo, 1 2. Em chỉnh cái số 40 á là để cho khách hàng mà ta ngồi gần ca vị tỷ xa, anh chỉnh lên 45 là hát rất là nhẹ ca. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi mình đã hướng dẫn khách hàng mình sử dụng xong nha các bạn, để cho ông anh hát vài bản. Em ơi giờ đây anh cần không mong bờ vai em ơi, nhưng không cần ai lúc này để anh có nơi tự vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn lên, anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên. We'll be right back.
Sương sương dài lon nha các bạn. Ông anh có bằng con gà nữa mà tại vì do mình còn đi về Phan Thiết nữa. Còn đi về Phan Thiết mình giao đồ nữa nên thôi ở với ảnh mấy ngày Tết làm dài lon cho vui nhà vui cửa. Đó, có chi dùng nấy chứ giờ ảnh bằng con gà nữa tội nghiệp con gà mà ăn cũng không hết nữa. Đó, đây những món đặc sản quê hương không ha. Trái cây, bánh phồng tôm rồi, cà na là mình đem theo nha. Đó, món cà na ngâm muối là mình đem theo để làm với ông anh dài lon để cho có tình có nghĩa đâu. Đó, đổ vô, bỏ vô luôn, mày qua nhậu với chú luôn, mày làm được mấy lon hả? Làm được lon nào chưa? Rồi hai anh em quất luôn ha. Khỏi khỏi đi. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Và để rất vui chương trình văn nghệ hôm nay, Thanh Cao đến chỗ anh để giao cái lo để anh về cho thuê hát rất vui một hai bài gì đó xong mình còn đi giao tiếp ở Bình Thuận này nữa ha. Thì các bạn ở Bình Thuận có ủng hộ lo Thanh Cao thì cũng xem qua cái video này đã bán tới xã của anh. Xã gì anh? Tân Hải. Xã Tân Hải. Xã Tân Hải của Bình Thuận. Mình xin hát một bài hát được tên Đi Buồn Tình Lẻ. Tại vì cái gu của mình là gu nhạc sến các bạn. Vô anh. Cái nhạc của nhạc nền đó mình muốn lớn nhỏ bấm trên điện thoại luôn. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tự duyên xưa còn hay mất. Mãi trường ơi, em tôi còn không nữa, hay ra đi từ đâu nào. Ngày xưa đó tay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi, mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ vào những tiếng buồn. Mưa mưa rơi từng đêm, mưa trên miên trên đồn thuyền, lòng ai thương nhớ vô biên. Thương anh ra đi ngày đó,
ta nhìn nhau mắt quen sâu, không nói nên câu giả từ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua màu. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành khi núi sông còn điêu linh. Ở phương này vui kiếm sống chi nhân nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tạm kinh chiến cho tơ duyên được thắm màu. Và phương đó em ơi có gì vui xin yên thư về cho em. Nhớ thương nơi đây đêm nay trên đồ vắng, thương em thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình mình lẽ điểm buồn. Hay không khán giả? Nếu mà khán giả thấy hay ủng hộ thật cao chào có tay đi. Khán giả đang xem. Cảm ơn các anh em, các bạn đã ủng hộ sửa loa thanh cao chung suốt thời gian vừa qua. Có thắc mắc trục trặc bảo hành gì cứ gọi cho mình sẽ hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời cho các anh chị. Mùa lương lần này lầy hơn lần trước nha. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm anh mưa rơi. Tách cà phê ấm môi mình ngồi ôm lại những phút giây trôi qua mất rồi. Đầy cây phượng vi bên đường che nắng ban trưa, này con đường dẫn vào sân ga lắm trăng mơ, mái trường thì ấu thơ, và đây căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mơ. Hai đứa vui chưa phơi tâm sự, hôm sau anh lên đường. Tôi tiếng anh như bao anh hùng hiên ngang đã xa trường. Vì kêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân lên. Từng cơn mưa vẫn rơi nào nề, anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tân anh, đêm khuya một bóng nhìn mưa rơi xuống năm cánh. Nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi xưa quê hương cho chúng mình. Nhiều khi chợt sáng nghe lòng thao thức cánh thâu, đường ga nhỏ bạc nằm đời mong đã bao lâu. Tiếng còi điện nước mau đón tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Vô anh rồi. Đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng,
Ở lưng, mời anh. Vô anh, vô anh, vô, vô anh. Chào người bạn mới đến. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Tôi đã là một vòng tròn khổng lồ ở giữa nơi khỉ ho cò gáy này. Và đây là người đăng ký ngẫu nhiên. Và nếu anh ấy ở trong vòng tròn. Vô anh, vô em. Vô mừng cho anh có được cái vàng lo mới. Sau này anh em để hát lại cho vui. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài xa cách, từng lũy tre buồn về. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai xa đi mà không từng bình minh, xa người yêu mà dễ mấy ai quên. Em nhìn theo bằng nước mắt chia môi, tôi mạnh bước mà nghe một gió lên. Này anh linh chim, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xưa từng đêm nghe đàn pháo rơi thật nhiều. Anh rót cho kéo nhé, kéo lòng vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có vàng thiên ly, có người tôi yêu.
xin cảm ơn ông anh với cảm ơn tất cả các anh em ở Bình Thuận ủng hộ cái sản phẩm sữa ngọt của em. Rồi, okay. Thì em nói với các anh chị cứ an tâm về xài, chất lượng về chất dịch vụ ngon lành. Thì anh cho em biết cái sao mà tìm được tới sữa ngọt Thanh Cao mà mua. Thì cũng thấy ở trên mạng có đăng và thấy nói chung làm trời cái vàng nhạc và lo có Thanh Cao á, dạ. Thì rất là thấy là chất lượng, dạ. Và ổn định, dạ. Rồi trong đó là có nhiều cái những mình yêu thích là phục vụ tận nơi tận chỗ cho khách, dạ. Hàng, dạ. Đó là mình rất là yêu thích và mến, dạ. Và nói chung mình sẽ chung tay với Thanh Cao cộng cho anh con rất vui chương trình, dạ. 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 Dạ rồi cảm ơn anh ha, dạ. 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 Mình đang ở thành phố Phan Thiết để mình ngắm cảnh quê hương đất nước của mình nha các bạn. Rồi đường ra thăm anh hai đại gia của mình ở Phan Thiết đây. Đi ngang cảnh biển đây. Anh hai đại gia mình được sở hữu với được ở vị trí đất đỏ ở Phan Thiết. Được bán điện máy nữa chứ. Đó, quá trời luôn. Quá trời cảnh đẹp luôn, đường ra nhà anh hai như một thiên đường.